Rồi thật thì cảm nhận sau khi từ trong cái ngôi nhà ở đằng sau lưng Bùi Hồ bước ra thì có một cái chia sẻ của bác anh chị. Đây là một cái điều gì nó khó rất là khó giải thích. Và mọi người chia sẻ thì coi như những cái định luật vật lý nó không còn tồn tại trong cái ngôi nhà này nữa. Bây giờ thì Bùi Hồ có một cái chuyến bay từ Los Angeles về lại San Jose. Có một cái hành trình mới các bác anh chị. Sau khi Bùi Hồ ra khỏi cái sân bay, đã đáp xuống sân bay San Jose thì ra khỏi sân bay thì sẽ lên một cái chiếc xe bus như thế này để đi đến một cái điểm rất là độc lạ. Đến đó thì cô bác anh chị sẽ biết được luôn ha. Chị sẽ thuê một cái chiếc xe. Thì cô bác anh chị biết là ở ngay tại phi trường ở tại Mỹ này đó, thì họ có một cái dịch vụ gọi là dịch vụ cho thuê xe theo ngày. Và thì các anh chị đang làm một cái thủ tục để thuê chiếc xe để di chuyển ở ngay tại San Jose này cô bác anh chị. Tại vì cái hành trình của Bùi Hồ đi từ Los Angeles đến San Jose á, thì đi một cái chuyến bay khoảng 1 giờ đồng hồ. Thì đi ở đây di chuyển á, nếu như mà không có xe thì không thể nào di chuyển ở trong cái những cái khu vực như thế này được. Và bây giờ các anh chị đang làm thủ tục để thuê xe. Là ở đây thì cái xe á, thì những cái hãng khác nhau thì giá nó khác nhau không, như thế nào? Cũng tương đối thôi, nghĩ tùy theo xe. Cũng thường khác thì cũng có khác, nhưng mà tùy cái gì cũng tùy á. Dạ, xe cũ thì giá nó sẽ rẻ hơn. Không, mà thường xe nó cũng cũ lắm, nên xe mướn này cũng không cũ. Dạ. Tùy theo xe. Có người thì muốn xe sport car, thì là muốn xe nhỏ hay là xe lớn, tùy theo xe van hay này kia thì tùy giá. Thường thì nó dao động mỗi một ngày khoảng bao nhiêu đồng chị? Một ngày tùy theo, có khi từ giá cả chừng 70 tới 100 đồng một ngày, 100 mấy đồng ngày tùy theo loại chiếc xe nữa. Mà xe thường khoảng chừng 70-80 đồng một ngày. Mà mình có thể lái xe mà mình không cần, nó có cái giới hạn cho mình chạy bao nhiêu mai. Nó unlimited, nghĩa là mình muốn chạy bao nhiêu chạy. Miễn mình trả xe lại mà cái xe nó không có bị đụng hay bị kia là ok rồi. Công ty này họ sẽ cho thuê xe ha. Dạ. Có cái quãng đường của mình đi á, nó không có giới hạn cái quãng đường đi, mà chỉ thuê cho theo ngày thôi. Thì nó khoảng nếu như ở tiền Việt thì nó khoảng khoảng 2 triệu một ngày. Chị có bác anh chị biết là có lần thì Bùi Hồ đi miền Trung thuê xe tự lái thì nó khoảng 1.500.000 đồng một ngày. Thì nó cũng gần tương đương cũng xem với ở đây thôi. Ở đó, họ có yêu cầu mình thế chấp gì không anh Sơn? Không có thế chấp hả? Không thế chấp gì hết. Nó coi cái thẻ tín dụng của mình với nó coi mình có bảo hiểm không. Nếu mình không có bảo hiểm á thì mình có thể mua bảo hiểm của nó luôn. Vậy là không có cần thế chấp gì á, không có cần phải đặt cọc gì hết á. Không. Chỉ coi cái thông tin của mình có thẻ tín dụng hay là như thế nào là được rồi. Cái bảng giá của họ hả chị ha? Nhưng mà mình mua mình có thể mình mua cái bằng complete package, standard package and basic package. Cái này complete là toàn có giống như bảo vệ xe, bảo vệ giống như mình có thể nếu mà có bị đụng xe á, là những người nào không có bảo hiểm á, thì người ta ấy mình có thể mua tới bảo hiểm nó thừa kiện mình đó, 1 triệu đồng cho California, up to tới cao nhất là 2 triệu của tế bang California. Bảo vệ những cái hành lý của mình á, hay là thương tích đồ á, thì đây. Còn cái premium emergency roadside á, cái này là để giống như xe mà mình có giữa đường á, mà bị cái gì á, chẳng hạn như xe mình có bị hư giữa đường này kia thì nó có đến đây thì nó mình khỏi tốn tiền. Còn mình mua cái gói này là cơ bản. Yeah. Pickup truck. Yeah, unless you have something different. We get a pickup truck, that's what we registered for. Yeah, that's okay, we get. We get a pickup truck, okay? I never know you ever want a pickup truck.
Đó rẻ, cái đó là rẻ nhất. Okay. That's fine. Yeah, it's like around 2500 for the vehicle. And what coverages are you gonna do for the vehicle as well? Just a basic. You want to do the basic? So that's only like the car itself and the roadside service. Yeah. Cái gói này là 24 giờ hả chị ha? 24 giờ roadside assistance. Yeah. Cái điều nó trợ giúp mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày á. Trong vòng 24 tiếng là giống như xe mình có bị hư gì á. When you guys return the vehicle, you need to have it top back up because we're gonna give you a full tank right now. Sure. Oh yeah, we're gonna tap it up. That's okay about you guys? Yeah. Yeah, we're gonna do that. Okay. Let me just go over the charges, okay? Sau khi làm thủ tục xong thì mình sẽ xuống dưới nhận xe. Xe rồi thì đến đây chỉ làm một cái thủ tục để mà những cái giấy tờ cần thiết để mà nhận cái chiếc xe để mình thuê chiếc xe thôi. Và giá của một cái chiếc xe như vậy thì tùy theo chiếc xe nó như thế nào của giá nó khác nhau. Đó, và bây giờ thì thủ tục cũng đã xong rồi. Vương Hồ cùng với anh chị sẽ đi xuống cái nơi để mà lấy chiếc xe chị ha. Nó đưa miếng giấy này là nó đưa mình đi đến đó thì mình lấy cái chỗ xe mình có máy thì mình đón. Dạ. Ở đây thì người ta nó ghi một cái cửa là cửa số 6. Đó. Và số 166 2ND này là gì chị? Second floor là lầu thứ nhì. À lầu thứ hai cửa số 6. Và cái số xe là cái số thứ tự là 166 thì mình đến chỗ. Dạ. Và bây giờ đi nhận xe thôi. Ở đây không có người đi theo mình. Nhưng mà sau khi làm thủ tục xong á thì mình sẽ tự đi đến cái bãi đậu xe để mình nhận xe luôn. Ở trên cái phiếu nhận xe người ta sẽ ghi cho mình cái tầng lầu, cái cửa và cái mã của chiếc xe, và trên chiếc xe đó nó người ta sẽ cho mình một cái chìa khóa. Đó. Ai. Đây đây, ở trên kia. Chiếc này đó. Trời, chiếc này to dữ. Đó, một cái chiếc xe to đùng hơn chú á chị. Đây. Ngay tại số 166. Ở trên đó người ta sẽ có ghi bây giờ chiếc xe này là chiếc xe di chuyển để mà mình đi tham quan ngay tại San Jose. Dạ. Bây giờ mình lên được chưa anh? Dạ. Lên thôi. Cái này là dạng xe bán tải á. Ồ, chiếc xe cao ghê ha. Để sẵn ở đây chìa khóa ở trong xe đây nè. Có cái chìa khóa sẵn luôn nè. Thấy không? Vô bấm là chạy thôi. Bây giờ không có người hướng dẫn mình nha. Thời nay không có xài vậy nữa đâu, chỉ vậy thôi, bấm là đi rồi không? Dạ. Bấm tắt. Bấm. Bây giờ cái hành trình của mình ngay tại San Jose là bắt đầu. Và sau khi nhận xe xong thì người ta sẽ kiểm tra cái thông tin nó đúng trùng khớp không, thì người ta sẽ cho xe của mình để qua. Thì băng qua một cái đồi á. Nãy giờ thì lên đồi xuống đồi giống như băng qua một cái cuộc đường thông nha anh. Cô bác anh chị biết là ở video clip trước Bùi Hồ có chia sẻ cái trụ điện ở Mỹ á, thì đa số là bằng gỗ, và đây là cái cây gỗ thông á. Và cái cây này thì sau khi người ta sẽ hạ nó đem về thì người ta sẽ xử lý với lại một cái chất ngâm ở trong một cái hóa chất gì để cho những cái con côn trùng, những con mối mọt á nó không có phá hủy cái cây được. Và theo Bùi Hồ được chia sẻ thì cái cây này nó có tuổi đời đó, khoảng sau khi xử lý xong thì làm trụ điện thì nó có tuổi đời khoảng 30 năm là chuyện bình thường. Và nhiệt độ ở ngay tại San Jose bây giờ thì ở ngoài trời nó khá là mát luôn, chắc em nghĩ là nó khoảng 18 độ, khoảng 18 độ, 6-7 độ F thì nó khoảng 18 đến 19 độ C. Mát lắm, cái khu này mát. Nguyên một cái rừng thông luôn á. Rừng gỗ thông. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Minh cũng như là con của anh, cả gia đình thì ngày hôm nay có một cái chuyến hành trình dài từ Los Angeles về lại thành phố Santa Cruz.
của tiểu bang California. Cô bác quý anh chị biết thì ở trên trái đất này cũng có khá là nhiều đặc biệt. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại gia đình của anh đến một cái nơi vô cùng đặc biệt. Ở trong cái mảnh đất phía sau lưng này, cô bác quý anh chị biết không là cái mảnh đất này phá vỡ mọi định luật vật lý. Anh Minh ơi, thì anh với lại gia đình có thường đi lên đây không? Lần đầu tiên đến đây. Dạ, anh có nghe nói về cái mảnh đất mà khi mà người ta vô đó thì cái trọng lực nó không còn thẳng, nó lực hút của trái đất nó không còn thẳng đứng xuống nữa. Mà người ta sẽ có thể đứng nghiêng 45 độ, anh thấy nó có lạ không? Lạ, đúng rồi, rất là lạ. chưa đến đây mình sẽ find out. Dạ, anh Minh có thể chia sẻ thêm một tí xíu về cái đoạn đường mình đi nè, cũng như cái thời tiết ngay tại thành phố Santa Cruz này cho cô bác anh chị biết ha. Cái đoạn đường mình đi hả, mình đi lên, mình đi vô núi, cái đường núi thì rất là hẹp và nhỏ, mà thời tiết đây rất là đẹp, mát, 60 mấy độ F. Chỗ cũng đẹp nữa, cây cối rất là đẹp. Phải nói với cô bác anh chị là phải đi đến đây được á, phải có anh Minh thì phải vượt với một cái đoạn đường ngoằn ngoèo như thế này nè, mà thời tiết nó giống như là Đà Lạt của Việt Nam, phải băng qua những cái gần những cây thông rất là lớn, anh Minh ha. Đúng rồi. Dạ, và đây là con của anh Minh, tên gì anh Minh ơi, anh có thể giới thiệu không? Nói đi, what's your name? Jaden. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Hả? How old are you? 10. 10 tuổi. Nói đi, 10 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Hả? Dạ. Lớp 5. Hả? Nói lớp 5. Thưa với cô bác với chị á, là Jay Đành là được ba mẹ sinh ra từ nhỏ ở trên đất Mỹ luôn. Thì tiếng Việt không có biết nhiều. Rồi học với lại các bạn do cái nơi, cái trường học á, là các bạn là đa số là người Mexico rồi người Mỹ, nên là nữ là không có gành tiếng Việt nhiều lắm. Thôi thì bây giờ không có nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như gia đình anh Minh vào bên trong ha. Ok, let's go. Yeah, đi chị ha. Mystery, dạ, yeah, chỗ Santa Gu. Dạ. Yeah. Được một số thông tin á, thì trước đây có một cái ông này ổng giàu lắm. Thì ông mới mua cái mảnh đất này để ông làm một cái nơi để mà cho gia đình ông nghỉ dưỡng. Tuy nhiên thì phát hiện cái mảnh đất này nó không giống như những cái nơi khác, chỉ có một cái khu vực nó nhỏ thôi, diện tích nó không lớn lắm. Và khi mà ông bắt đầu tiến hành xây dựng á, thì ông phát hiện rằng cái lực hút của trái đất á, nó không phải là thẳng đứng như vậy, mà có thể nó sẽ nghiêng 45 độ như thế này nè. Và nước ở dưới thì nó có thể chạy ngược lên trên. Có nghĩa là trong cái mảnh đất nó nhỏ nhỏ như thế này, nó phá vỡ mọi định luật vật lý, một điều khá là đặc biệt, đúng không? Phải mua vé chị ha. Dạ, phải mua vé vô. À, bao nhiêu tiền? À, vé vô 10 đồng. Mình phải đợi xếp hàng 10 đồng cho một người. Một cái bãi giữ xe là 5 đồng. Ở đây là trẻ em là 3 tuổi thì miễn phí. Còn đi lính hả? Ừ, lính. Em đứng bên này đi xíu. Miễn phí. Mà khá là hay như thế này. Khi đi vô cái khu vực này cũng như ngôi nhà ở trên này đó, thì cái quầy bán vé này cô bác anh chị thông báo là 5:48 thì mới có vé bán ra nữa. Thì cô bác anh chị biết là ở đây người ta sẽ có một cái người hướng dẫn viên á, tuần theo đoàn hoặc là theo 2-3 người thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình luôn. Và mỗi một vé như vậy là 10 đồng hoặc là 5 đồng. Đây là một cái nơi khá là đặc biệt mà Bùi Hồ chia sẻ, phải nhấn mạnh một lần nữa là nơi này phá vỡ mọi định luật vật lý. Đang mua vé để mà đợi vô trong. Đang háo hức lắm rồi. Like such, the bubble is in the middle. In case you have no idea what this is, I don't blame you. This is a leveler. This is what contractors use to basically measure if things are stable or not. If the bubble's in the middle, that means it's flat. That's an air bubble. If it's totally uneven, the bubble will go to whatever side is in the air, in the middle. What's your name? Jaden. Kimo? Well, Jaden? Cool. I have the memory of a goldfish. If I forget your name on this tour, please do not take it personally, okay? So, look at each other. Looks like Jaden here is a little bit taller than you, Kimo, but not by much. He's looking at your forehead, okay? Y'all looking?
Okay, because they're going to switch now. Switch around. And you will see the most mysterious thing happen right before your eyes. Yo. Oh. 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 Trong cái giọng nó có. Okay, you ready? Looking. As me and Priya here switch places, I enter the mystery spot. Và để cho thực tế nhất á, thì người ta đã căng cái mực nước nó bằng nhau. Đó vậy. Bây giờ một người cao, một người thấp. Unconsciously at a 3-degree angle. That means very subtle compared to someone yeah. Cái chiều cao, cái kích thước của hai người thì bằng nhau. Tuy nhiên đổi vị trí cho nhau thì chiều cao của một cái cô bên đây nó lại cao hơn. Đây là một trong những cái điều mà khoa học mấy chục năm qua không thể giải thích được. Hồ đi lên đây nó giống như có cái gì nó kéo kéo xuống á. Dạ, hình như là nó đang giật mình xuống á. Mình ở đây là mình cảm nhận rất rõ cái sự mình đứng nó nghiêng nha. Và người ta đứng thử thì nghiêng khoảng 45 độ thì nó vẫn không ngã nha. Và đây là một trong những cái điều mà tất cả các nhà khoa học rất là khó giải thích. Mình có cảm giác là nó hơi chóng chóng nha. Của trái đất của bác gì nó thẳng xuống. Tuy nhiên ở nghiêng ở trong cái khu vực ngôi nhà này thì nó sẽ nghiêng khoảng 45 độ. Đây nó khác lạ so với những cái khu vực khác và bây giờ thì người ta cho khách du lịch tham quan luôn. Và cô bác anh chị thấy ở trong không? Người ta đang đứng nghiêng gần như là 45 độ. Và người ta vẫn không ngã nha. Nhưng mà chị, anh có cảm nhận nó chóng chóng không? Đúng không? Nó đang bị chóng cái não của mình. Một số người giải thích là do cái bộ não của mình nó phải điều hướng á. Điều hướng so với cái trọng lực, cái lực hút của trái đất. Nên mình có cảm giác như là nó rất là chóng. Nó chỉ ở trong một cái diện tích nó rất là nhỏ. Trên một cái quả đồi ngay tại thành phố Santa Cruz, ngay tại California. Và vì một cái điều đặc biệt như thế này thì hàng năm ngay tại cái thành phố này á, ngay tại cái địa điểm du lịch này thì rất là nhiều du khách họ tìm đến đây trải nghiệm một cái cảm giác tuyệt vời như thế này. Chị đang hướng dẫn đó là mình có thể mình đứng nghiêng như thế này mình không ngã nữa. Gặp nếu như mà một nơi khác bình thường thì mình sẽ bị ngã nha. Bình thường ở chỗ khác là gì mình ngã chưa? I recommend closing your eyes, but if you don't want to do that, I won't blame you. Now, take one of your hands. Không ngã. Oh. Breathe it in the air. You're saying hi to the ghost and then put it on top of your head so you can invite a certain ghost to talk to you. Yes. Lean forward with your head on your hand. Yes. It is the ghost of Michael Jackson that we are trying to kill. Cô bác quý chị mà nhớ cái điệu nhảy rất là nổi tiếng của Michael Jackson á, thì ông đứng ở trên cái sân khấu mà ông nghiêng khoảng một góc như thế này nè, thì người ta có một thời gian là người ta không hiểu vì sao mà ông có thể nghiêng được. Thì ngày hôm nay ngay tại khu vực này đó thì đứng gần nghiêng như điệu nhảy của Michael Jackson ngày xưa á. Nó bằng nó đâu có lăn. Some people think that force is a magnet. The reason why I had to knock on the piece of wood is to show you there's no magnets in it. Okay? It still rolls off the same way. So, let's try something even better. Water. It's good for you. You should like water. Water keeps you alive. Okay? But also, when you pour it on a mystery spa board, okay? Oh. Vodka. Yeah, mình. Có một cái cảm giác là vô đây nó chóng chóng thật sự. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ lên thử nha. Yeah. Ôi trời. Okay. That is not magnetic. It's not a magnet. It's just lead. We are not going to make lead. Okay. Oh, đây cái lực hút của trái đất nó ngủ lắm.
thật sự là nó rất ngộ quá các anh chị. Bây giờ Bùi Hồ sẽ đứng nghiêng nha. Cái bộ não của mình đó, nó đang rất là loạn trọn. Và cái cô hướng dẫn này nè, cô nói là vô đây khi mà cái bộ não của mình nó điều hướng không được á, có thể là mình sẽ mắc ói luôn. Và thật sự là cái cảm giác là như vậy cô bác anh chị. Đây là một nơi khá là đặc biệt, và để Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác anh chị trong cái hành trình mà Bùi Hồ đi thì khám phá một nơi đặc biệt như thế này, thấy không? Yeah. Và mình có thể giống như là có một cái lực đó, nó kéo mình ngược qua đây nè. Mình đang đứng nghiêng qua đây nè. Rất là khó nhã. Thôi bây giờ để cho chị lên đây cảm nhận đi. Dạ. Ok. sao cái cảm giác? Go slow, sweetie. Là một cái giống như là một cái quả cầu lắc vậy á. Mình đẩy về đây á thì nó rất là nhẹ nha. Nó nhẹ nha. Nhưng mà mình khi mình đẩy ngược vào đây á, nó nặng. Trọng lượng nó nặng, nó rất là nặng luôn. Đấy. Đây, mình đẩy càng về đây là mình phải dùng hai tay mình mới đẩy được. Còn khi mà mình đẩy về đây nè, mình đẩy về theo cái hướng này nè. Đó. Thì nó rất là nhẹ luôn. À, một tay thôi. Cái này là thật sự để em trải nghiệm. Đây, mình đẩy một tay. Thật thì cảm nhận sau khi từ trong cái ngôi nhà ở đằng sau lưng Bùi Hồ bước ra thì có một cái chia sẻ của bác anh chị. Đây là một cái điều gì nó khó rất là khó giải thích. Và mọi người chia sẻ thì coi như những cái định luật vật lý á, nó không còn tồn tại trong cái ngôi nhà này nữa. Chẳng hạn như là khi vô đây thì cái não của mình nó coi như nó bị loạn trọn và mình có cảm giác là sẽ bị buồn nôn. Và điều thứ hai đó là những cái lực hút nó không còn thẳng đứng nữa mà nó sẽ theo một cái chiều nghiêng. Đây là một cái khu vực nó rất là nhỏ nha cô bác anh chị, chỉ có một cái vùng ngôi nhà nhỏ này thôi. Khi mà Bùi Hồ bước chân ra khỏi cái cánh cổng này thì mọi thứ nó trở lại bình thường, và đó là một trong những điều khá là đặc biệt nha. Yeah. Plank of wood.